Phục truyền luật lệ ký chương 2 Đoạn chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng biển đỏ, y như Đức Diêu Va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi sê rơ Đức Diêu Va có phán cùng ta mà rằng, các ngươi đi vòng núi này cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng Bắc. Hãy truyền lệnh này cho dân sự, các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Esau ở tại sê rơ và chúng nó sẽ sợ các ngươi nhưng hãy giữ lấy mình, chớ có tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu, dầu đến nỗi một thẻo đất bằng bằng chân cũng không cho. Ta đã ban cho Esau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống. Vì dưới ba Đức Chúa Trời, các ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi. Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao này. Trong 40 năm này, Giê Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi, không thiếu chi hết. Vậy chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta là con cháu Ê Sao ở tại Seir và bắt đi về hướng đồng vắng Moab, đặng tránh con đường đồng bằng cùng Ê-lát và Esion be Đức Diêu bèn phán cùng ta rằng: chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Moab, vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu. Bởi ta đã ban AR cho con cháu Lót làm sản nghiệp. Lúc trước dân Emim ở tại đó, ấy là một dân lớn, đông, hình, dền dàng như dân Anakim vậy. Người ta cũng cho dân này là dân dền dàng như dân Anakim, nhưng dân Moab gọi họ là Emim. Dân Horit lúc trước cũng ở tại Seir, xong con cháu Esau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế ở thế cho y như Israel làm trong xứ mà Đức Giê-va đã ban cho người làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy đi ngang qua khe Seret. Vậy chúng ta có đi ngang qua khe Seret và thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta từ khi lìa khỏi Kade-ba-ni-a, tới lúc đi ngang qua khe Seret cộng là 38 năm. Cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân y như Đức Va đã thề cùng các ngươi đó và lại tay Đức Va cũng tra vào họ đặng diệt họ khỏi trại quân cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết. Sải khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt hết và chết mất khỏi dân sự thì Đức Va phán cùng ta là rằng ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua Ar bờ cõi của áp và đến gần con cháu Amôn cháu đương địch và cháu chiến trận cùng chúng nó vì ta không cho ngư chi hết của xứ con cháu Amon làm sản nghiệp bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp nguyên xứ này gọi là xứ Rephaim xứ kia dân Rephaim ở đó dân Amon gọi là Samsumim ấy là một dân lớn đông hình dàn dàn như dân Anakim nhưng đứng Zelva diệt dân Rephaim trước mặt dân Amon dân Amon đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. Ấy Ngài đã làm cho con cháu Esau ở tại Sê-i-rơ là như vậy. Khi Ngài hủy diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Esau, họ chiếm lấy dân xứ ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay. Còn dân Avim ở trong những làng cho đến Gaza, dân Captorim ở từ Capto ra hủy diệt họ và ở thế vào cho hãy đứng dậy đi ngang qua khe ạc nôn. Kìa ta đã phó si hôn vua hết bôn là người Amorit cùng xứ người vào tay ngươi. Hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. Ngày nay ta khởi rãi trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi. Đến nỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi. Bây giờ từ đồng vắng Kedemot, ta sai sứ giả đến suy hôn, vua hết môn lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: xin cho phép tôi đi ngang qua sứ vua, tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả. Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho để tôi có mà ăn, sẽ nhận lấy bạc bán nước để tôi có mà uống, chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn. Cũng như con cháu Esau ở tại Seir và dân Mô áp ở tại Ar, đã cho phép vậy cho đến chừng nào tôi đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ Giê-va Đức Chúa trời ban cho chúng tôi, cũng như con cháu Esau ở tại Seir và dân Moab ở tại Ar, đã cho phép vậy. Cho đến chừng nào tôi đi ngang qua Giô-đanh, đặng vào xứ mà Giê-va Đức Chúa trời tôi ban cho tôi, nhưng Si-hôn vua hết bôn không hứng chúng ta đi qua ngang địa phận người. Vì giê Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ương ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi y như điều đã xảy đến ngày nay. Đức giê phán cùng ta rằng, kìa từ bây giờ, ta phó suy hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy người, xứ người và tặng làm cơ nghiệp. Vậy suy hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Gia Hát. Nhưng giê Đức Chúa Trời, chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. Trong lúc đó ta chiếm hết các thành người, khấn vái diệt hết các thành, cả người nam, người nữ và các con trẻ không chừa lại một ai. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được từ Aroe ở trên mé khe Acnon và cái thành ở trong trũng cho đến Galaad chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta. Diêu va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. Chính ngươi không có lại gần xứ của con cháu Amon ở dọc khắp mé khe Gia Bốc hoặc các thành trên núi hay là chỗ nào Diêu va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy.